còn lại đây bao vết thương. Giờ đây anh chắc đã đang hạnh phúc nơi phương trời. Mình rất xin gửi lời chào đến cho tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Chuyện của Tuyết phần 2. Ngày anh biết nhớ thương một người là ngày tôi biết sắp xa anh rồi. Rất nhiều bài hát mới được phối lại, rất là nhiều những ý tưởng sáng tạo độc đáo. Chị đã lấy cái bài hát này sau cái chương trình đó mà khán giả cũng như fan rất là yêu thích, làm nó mới lại và kể nó bằng một cảm xúc mới. Tình yêu của người khác yêu mình, mình ta chia tay nhau nhé anh để ta biết được có yêu nhau không. Mình thật cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn. Chị cũng chia sẻ với những cô gái, những người phụ nữ mà yêu không đủ, không lối thoát. Vậy là đúng cái từ khóa này rồi, yêu bất chấp. Chị yêu rất nhiều, thương rất nhiều và chìm đắm trong sự đau khổ đó. Thì chị muốn cái bài hát này giúp cho những ai đó mà có cái tâm trạng như thế thì có thể nghe nó, và Minh Tuyết có thể tiếp tục kể những câu chuyện âm nhạc cũng như chuyện của Tuyết vào những phần sau nhé. Cho anh hôn đôi mi em ướt bao đêm rồi, cho anh ôm bao cô đơn thắt đi em gầy, cho anh yêu em hơn xưa, ngày buồn đã qua lại có nhau.